năm nào 30 Tết á, thì nhà em cũng tụ họp để ăn một bữa cơm gia đình. Những cái món như là thịt kho tàu nè, bánh chưng hay bánh tét thì không thể thiếu rồi. Nhưng mà em năm nay thì em muốn thêm một món nữa cho cơm thịt nó thêm phong phú ha. Chị em làm cái gỏi khai vị ha. Dạ. Hôm nay em sẽ chỉ em làm gỏi tiếng vua. Muốn làm gỏi tiếng vua thì mình có là rau răm nè, tiếng vua, tôm, tắc, dưa leo, cà rốt, củ hành, bánh phồng tôm, nước mắm, đường, hành tím xương, đậu phộng rang. Cái rau răm này cắt nó ra, cắt dưa leo á, mình cắt dọc cái phần, lấy cái phần ở ngoài thôi, đừng có lấy cái ruột bên trong, phần da xanh bên ngoài. Tiếng vua này